Hello, xin chào anh em, mình quay trở lại đây. Rút kinh nghiệm từ tập 1 thì mình nói khá ít, nên là tập này mình sẽ cố gắng mình nói nhiều hơn. Hy vọng anh em bỏ qua mình và tiếp tục góp ý để mình có được những sản phẩm tốt nhất cho anh em. Thì hiện tại mình sẽ bắt đầu tập 2. Mình sẽ nâng cấp nhà lên metal. Hôm qua mình có đốt đây. Để cả đêm thì nó đốt được từng này. Mình farm chưa được nhiều bởi vì mình chưa có những con thú. Thì hôm nay mình sẽ bắt đầu build nhà. Nó nhà nhỉ? Mình sẽ chuyển nhà. Do là cái khu vực này nó bị cây nó mọc ấy. Cứ mỗi lần mình đi xa khỏi nhà thì cây nó lại mọc lại giữa nhà ấy, nhưng mà là hiện tại là chưa fix được. Thì mình sẽ chuyển nhà. Rồi chúng ta cũng bắt đầu với clip mới nào. Thì máy móc cái thứ thì cũng tương đối rồi, xem rồi. Bây giờ mình cần thêm chút xi măng. Xi măng thì ở cái map này thì anh em có thể chế từ chitin với lại stone, hoặc ở cái máy Chemity, hoặc là anh em có thể đi bắt ếch vào hang độc để liếm. Và hang độc thì anh em nhớ là phải mặc bốn món scuba, có nghĩa là bốn món đồ bơi ấy, thì nó sẽ ấy. Nhưng mà đây mình chưa 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 bắt đầu tam thú đâu, mà là mình sẽ chỉ ấy này, mình sẽ chỉ farm stone để mình ấy thôi, mình chế xi măng theo cách thông thường. Còn kia là nếu như lấy ếch liếm thì các bạn sẽ được xi măng trực tiếp luôn, thì không phải mất nhiều thời gian như mình. Lùn nó không biết lùn nó chỉnh như nào, chứ cái máy Chemistry này rất hay bị lỗi. Ở các server khác khi mà mình chơi thì nó sẽ không bị lỗi nhiều như này. Đấy, nó lại hiện lên các đồ chế bình thường này, nhưng mà không thể nào auto được, lùn nó chỉnh kiểu gì ấy. Nó không chế auto đâu mà là rất thiệt. Hôm qua mình đã đấy rồi, không 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 chế được auto, thiệt thòi lớn vãi. Giờ mình sẽ, do là nhà mình à do là team có cái mod mod teleport đó mà rất thuận tiện, anh em không cần thiết nhất thiết phải bắt quét rồ, anh em không nhất thiết phải bắt quét rồ. Đây thì bây giờ mình sẽ chế teleport. Đây là mod mod teleport thì có server này có này, metal polymer. Mình sẽ chuyển nhà, thế nên là mình sẽ farm những đồ cần thiết để chuyển nhà. Nút bấm thì anh em có thể chế một cái, nhưng mà cái bàn tele thì nên chế nhiều. Để mình đi đặt tele mà. Đây là nhà cũ đi. Đấy, nhà cũ. Một chút tin cót. Nói chung là để mà chuyển được nhà thì đơn giản lắm, bởi vì là mình đã có sẵn nhà như này rồi ấy. Thì bây giờ mình chỉ đợi chế xi măng nữa thôi là xong, mình sẽ chuyển được nhà. Xi măng xong là mình đủ xi măng là mình sẽ chuyển nhà thôi. Giờ mình đang có 4k này. Xi măng xong thì mình sẽ chế trước đồ xây nhà. Rồi mình tele tele qua tele lại thôi là sẽ xây được thôi, không 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 có gì vất vả cả. Ô chết con mẹ. À rồi chế chế được 8k. Thế là cũng tương đối rồi. 7k. Giờ mình sẽ bắt đầu đi đặt tele ở những cái điểm farm. Trước khi đi thì mình đóng cái cửa lại. Khu này thì nó rất tù, một cái là cây cối nó mọc vô tội vạ vãi, nó cứ mọc lại như cũ này. Đợi mình chút, mình lấy cái lệnh làm cho nó chống mờ, chống chóa, à chống lóa. Rồi đây, thì anh em có thể lưu lại cái lệnh này, r chấm bloom quality
xong rồi cách không. Đấy, giờ mình sẽ đi spam AD đặt tele. Mình sẽ đặt tele ở chỗ mình muốn xây nhà trước. Thì anh em mới vào bất cứ một server nào đấy thì anh em nên xây một cái nhà nhỏ thôi. Hôm qua mình quên mình không nói, thì anh em nên xây một cái nhà nhỏ thôi. Nhà nhỏ đấy thì để mình farm được tài nguyên rồi mình kiểu có đồ để mình xây vững luôn ấy, kiểu giấu nhà ấy. Nếu không thì ví dụ chơi ăn off hay là official là họ sẽ sang, họ sẽ phá mình bất cứ lúc nào ấy, nên là mình phải giấu cái nhà của mình cho thật kín, giấu nhà cho thật kín rồi mình farm tài nguyên, bao giờ đủ đồ thì mình đủ vững rồi thì mình mới bắt đầu mình tìm tìm những cái điểm đẹp để mình xây. Đây là một trong những cái điểm mà mình thấy rất là đẹp và nó rất lợi các bạn ạ. Cái chỗ mình đang tới để xây nhà này nó thủ nhà rất dễ, bởi vì là cái với cái tốc độ bay của chim như thế này thì nó họ sẽ rất khó để đánh mình. Đấy, họ sẽ rất khó để đánh mình từ mà không có thú bay. Không có thú bay thì họ không kiểu họ không thể nào lên được đến cái chỗ này của mình ấy. Mà nếu như mà không dùng thú bay thì không thể nào lên được, mà dùng thú bay thì cũng không thể nào công được, trừ những cái server mà nó lỗi máu của thú bay ấy, nó dùng thú bay để nó tanh thì mình phải chịu thôi, chứ còn nếu như mà đánh những cái server mà với cái tốc độ bay của thú bay như thế này thì không rất khó để đánh được cái nhà chỗ khu vực này. Thì khu vực này là khu vực 10-10 đấy, anh em có thể thấy tài nguyên. Được cái là khu này thì metal gần, oil gần, polymer gần, silica cũng gần. Silica nếu như anh em nào tăng nhiều ấy thì có thể xuống nếu như anh em nào tăng nhiều oxy có thể xuống dưới này. Anh em thông cảm với mình kiểu mình ít khi mình nói nhiều như này, đâm ra là thi thoảng nó bị hơi bị vấp, anh em thông cảm nhé. Thì bây giờ nhà mới thì mình đã đặt tele rồi, giờ mình sẽ lên trên núi băng để mình đặt tele farm metal, rồi mình qua hang độc để mình farm đặt tele để farm chitin, farm xi măng thì là đã là đủ, tương đối đủ rồi. Rồi silica nữa thôi, là ba cái tài nguyên mà cần thiết nhất. Crystal thì ở trên hang băng, núi băng này cũng có. Nói chung là ở bên băng bao giờ cũng lợi nhất, nhưng mà nó lại cực kỳ khó sinh tồn ở những cái map mà nó ít thấp. Bởi vì là cái fortitude các bạn bỏ ra để tăng, để chịu được cái sức lạnh ở đây là cực kỳ lớn. Đấy, khổ một cái là như thế. Để mà chơi được ở cái bên băng này thì khá là khó. Xây nhà bên băng này thì, nhưng mà nó khó cho mình thì cũng là khó cho đối phương. Bởi vì khi họ đi công mình ý, họ sẽ không mặc được giáp khủng, họ bắt buộc phải mặc đồ lạnh để họ công mình. Mà một khi đã mặc đồ lạnh thì cái độ bền của đồ lạnh nó cực kỳ thấp. Đấy, đồ lạnh không phải là đồ để dành cho đánh nhau, nên là cái độ bền cũng như là cái armor của nó không được cao. Cái during cái độ bền không được cao đâu, mà là sẽ rất dễ để mình có thể khống chế được họ. Và cũng rất dễ để đép. Khó mình khó ta mà, khó địch khó ta. Giờ mình sẽ đặt tele ở đây. Sau đó là sang hang độc. Mình chơi như này có vẻ là hơi nhanh. Mình nghĩ là hơi nhanh. Ở các server khác nếu như mà có cái mod tele này thì anh em nên nên đặt giấu cái tele kín một tí. Đây là team mình chơi PvE đây mà mình đặt hơi lộ thiên. Đấy, mình đặt hơi lộ thiên một tí.
Giờ mình sẽ qua hang động. Tập này khả năng cao là mình sẽ bắt đầu build 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 nhà lại từ đầu. Tập 2 này sẽ bắt đầu build lại nhà từ đầu. Ơi. Cái tập hôm qua mình quay cũng hơi lỗi nữa. Không biết là mình có nên up không. Để mà đầu tư một cách hẳn hoi tử tế cho cái con đường mình muốn theo này cũng khó. Rất mong anh em ủng hộ trong thời gian sắp tới. Thì mình sẽ hướng dẫn anh em cụ thể. Và anh em cũng sẽ cùng tìm hiểu với mình, bởi vì nhiều cái mình cũng không biết. Chứ không phải là cái gì trong game ARK mình cũng biết. Mình đã chơi được hơn 1 năm. Mình nghĩ là hơn 1 năm. Mình đoán là vậy. Thôi, cứ nói là hơn 1.000 giờ đi, 1.500, 1.500 giờ thì nó cũng gọi là tương đối lâu rồi, nhưng mà mình cũng chưa tìm hiểu được hết game. Cái map The Island này thì mình cũng biết được tương đối. Map The Island là một trong những cái map mà mình tìm hiểu được nhiều, được nhiều nhất. Nhưng mà hầu như là các con thú, tất cả các con thú ấy, thì nhiều con mình cũng chưa biết tam cơ. Đấy. Ngày xưa mình cũng như các bạn, mình cũng đi xem nhiều người, người ta stream về ARK, nhiều người làm clip đi đánh nhau các kiểu thích đấy. Xong rồi từ đợt đấy mình máu ARK là một trong là game mà đưa mình đến cái đến đến với cái game game Steam này, thì mình mới bắt đầu mình mua 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 game, mới có thói quen để mua game để chơi. Và cũng mua được cái dàn máy là cũng nhờ, nhờ có game ARK này, đâm ra mình mới mua được cái dàn máy này. Mình bật cái auto để bay cho nó đỡ ấy. Đây rồi, auto để. Thì mình bật auto này bay cho nó đỡ 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 mỏi tay, với lại đỡ hư bàn phím. Anh em nào muốn xin link auto thì có thể liên hệ Facebook của mình đặt ở dưới phần mô tả, và Facebook của group của mình cũng ở dưới phần mô tả, mình nhắc lại một lần nữa. Anh em cũng phải thông cảm là mình nhắc cái này hơi nhiều, bởi vì là nhiều anh em không biết, nhiều người mới xem ấy, thế nên là sẽ có những người mới vào những cái clip càng về sau thì sẽ có những người mới xem ấy, nên mình sẽ nhắc lại một cái mô típ khá là quen thuộc là link Facebook mình ở dưới phần mô tả, và anh em nhớ bấm like và subscribe ủng hộ kênh mình cũng như là team. Đấy, rất cảm ơn anh em. Định mệnh gặp ngay sương mù. Chuyện mình có nên gấp con ếch không? À có, mình sẽ gặp con gặp, đi tìm một con ếch để gấp về luôn, tiện đường mà. Đậu xanh thì là có leo rồi. Quá sương mù. Oh shit. Thì là cô leo. Oh. Chết rồi. À đây. Anh em cứ để ý nhá, có dòng sông này. Nó đang sương mù mình đang không để ý. Đây. Từ dòng sông nhìn thẳng vào nó sẽ có một cái đường như thế này. Đấy, đây là hang động. Đấy, có thằng chó nào nó đã đặt tê lê đây rồi. Miếng này. Phải đái miếng này. Đặt cạnh mía luôn. Xanh
mấy con ong này, à mấy con đấy này, mấy con kiến này, kiến cánh này. Sao mình đạp có 100 máu nhỉ? Tăng 900 đam mà đạp có 100 máu. Má nó trâu. Được nha. Định mệnh chọc hết. Gần chết con chi mình luôn ạ. À. Đậu xanh con kiến. Kiến canh à, có lẽ là mình đặt tên cái này xong mình té thôi. Rồi hang độc rồi, giờ mình sẽ ra gấp một con ếch. Tam con PT ta. Kiếm một con PT cấp cao cao một tam à. Oh shit, nó vẫn đuổi kìa. Thôi té kiếm con ếch này. Đây là ếch này. Má ếch level 6. Ếch thì cứ vào nhúp như này thôi. Được cái con agen này nó nhúp thì mình sẽ nhìn thấy level của ếch. Đậu xanh nó xuống nước rồi. Anh em tuyệt đối đừng để chim chạm xuống nước, chạm xuống nước là nó người cưỡi sẽ bị bật ra. Đậu má có con. Ôi xong tôi rồi. Oh shit, hết stamina. Holy crap. Quá đông và quá nguy hiểm. À, do bị con kiến kia cắn mà là nó bị trừ stamina. Giờ mình đang phải hồi stamina đã. Rồi hồi được tương đối rồi. Mình sẽ gấp con ếch này ra. Rồi đây rồi. Đây là 24. Bỏ. Khá là thốn, server lùn nó spam nhiều thú á. Hồi stamina. Anh em có thể thấy thì cái lượng con chuồn chuồn đông hơn hẳn luôn. Liếm ở bên ngoài cũng đủ, đâu nhất thiết phải vào trong hang đâu. Không cần thiết phải vào hang cũng có đủ xi măng để xài. Nếu như mà không cần vào hang thì mình sẽ lấy con này đi. Lấy con level 24 đi. Sẽ tam con level 24. Không, nếu, bởi vì là không nhất thiết phải vào hang ấy. Chắc chắn là mình sẽ vẫn làm clip vào hang. Ủa, sắp chết rồi, nó bị con demo cắn sắp chết rồi. Chết rồi. Đây còn con ếch nữa này, không biết level mấy. 90, ngon.
Tam luôn ở đây. Khó bắn trúng lắm. Ra chỗ nào trống trống nữa không? Mình tam nó. Mình sẽ mang lên mô đất này để mình tam, bởi vì lượng thú ở bên dưới quá nhiều. Lại còn toàn thú ăn thịt nữa chứ. Ở trên này thì nó có nhiều thú hơn nhưng mà toàn thú ăn cỏ. Ít thú ăn thịt. Tam nó dễ. Ê, đừng nhảy, đi đâu đây, đi đâu đây, đi đây. Đậu mẹ nhà nó. Bắn trúng chân nó rồi mà nó không quay lại chứ. Hư cấu VL game. 11 cái tên này không biết mình có đủ làm ngủ con này không. Con ếch này nhiều khi nó liếm là mình xỉu ngược luôn chứ không phải nó xỉu. Đi tam nó rất là vất vả. Đậu xanh con ếch mình nhô. Ô con ếch chạy đâu rồi? Đùa. Ô. The fuck. The fuck fail ơi. Thôi té. Về nhà. À, mình sẽ bắt con ếch sau vậy. Đậu xanh, chuyển nhà xong mình sẽ bắt ếch vậy. Nhà nó bu xịt thật chứ. Ô, cây hết mọc rồi này. Không biết lùn nó chỉnh chưa, nếu nó chỉnh rồi thì ngon. Giờ mình cần xuống đặt tele ở chỗ farm silica. Măng đây rồi. Chế độ đó, chế độ xây nhà thôi, function. Tôi ingot easy, easy, so fucking easy. Metal ingot.
Ơ chết 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 chết. Sợi chế thương chế S cộng 100 cái. One. Link. Anh em nên chế cái này này, hard farm này, nhưng đây là cái slope. What the fuck, sao toàn slope này? Slope là cái chéo, còn mình đang cần là cái ngang thôi. Thì đây là cái ngang này. Nhưng B21, B21 thì mình cần độ 5, 0, 10 cái. Còn lại mình sẽ chế thiếu xi măng. Oh shit. Chế một ít đạn để lát mình tăng thú. Spark powder hôm qua mình chế mình vứt đâu quá. Chưa? Chưa ăn á? Tí ăn. Tôm gì? Quảng thầm. Ăn không? Tí ăn. Giờ đi gặp Tele ở chỗ farm Silica. Silica ở ngay dưới này rồi. Tài nguyên mà đủ ba nơi để farm tài nguyên rồi, giờ bắt đầu công cuộc chuyển nhà. Em theo tôi lết. Để đây xuống làm anh bác. Nhanh lên. Thôi, lấy bác khai.
Đối với những map mà có mod S cộng thì anh em có thể sử dụng cái S cộng demo này để pick up, nếu như mà đặt sai thì đây là tôi đang đặt fail này. Tôi sử dụng cái S cộng demo để tôi nhập lại lại cái function. Vì không phải chỗ nào địa hình nó cũng phẳng nên là anh em phải hết sức chú ý xây dựng các thứ. Đi được một đường thẳng này là ngon nhất này. Giống như tập trước mình đã nói thì mình sẽ cố gắng để đi được cái hàng ngang này 7 ô. Cái đuôi này có thể hóp một tí cũng được, không không ảnh hưởng, nhưng mà cái hàng ngang ở phía bên trên kia mình đặt cửa B21 to thì bắt buộc phải được 7 ô, ít nhất là 7 ô, 1 2 3 4 5 6. Cố gắng một ô này. Ok, 7 ô. 7 ô thì bắt đầu mình đi ngược lên. Có nghĩa là bây giờ chiều dài này thì mình không quan trọng là bao nhiêu foundation cũng được. Nhưng mà cái chiều ngang của mình bắt buộc phải được 7 ô. Anh em có thể thấy thì mẹ lưng xô đấy. Lưng quá nhiều. Mới vào game thì anh em có thể chơi mà không cần đến những con thú, chỉ đơn giản là cần một con ấy thôi, con oh shit, thế nó có tích rồi, chỉ đơn giản là cần một con chim để vận chuyển được đồ thôi. Tài nguyên lùn nó cho farm tương đối nhiều nên là khá là khoái. Lùn nó chỉnh cái spawn thành tài nguyên rồi nên sẽ không còn tình trạng ấy nữa, không còn tình trạng cây lại cối cái thứ mọc lại liên tục nữa. Sao lát rồi không thể để nó trôi xa, anh chắc chắn là điều tuyệt vời nhất. Mình đã trở lại. Đậu xanh. Server vừa tắt. Shit. Định mệnh nó lại lỗi. Không biết anh em nhà mình thấy cái bài này
Na nó có nhiều tâm sự. Giờ mình sẽ sang xây nhà bên kia. Tắt nhạc đi để nói chuyện cho dễ. Lùn nó mới thông báo là server đã có mốt ấy rồi, đã có mốt cho thú bay thoải mái rồi. Có nghĩa là giờ đã có mốt để cho thú bay tăng được điểm bay rồi. Khả năng thiếu mình sẽ cố gắng build cho xong nhà này, xong lát mình phải đi có việc nữa. Cố gắng build xong nhà. Xong rồi tập 3 khả năng là mình sẽ bắt đầu đi tam thú và farm tài nguyên để build sóng nòng các kiểu cho anh em. Nếu anh em chưa đủ foundation thì mình khuyên nên xây kiểu này. Xây trụ xây kiểu cách ra này. Đấy. Bởi vì là anh em phải hiểu là hai ô foundation thì cứ cách hai ô foundation là sẽ lại được đặt ấy, là sẽ lại được đặt siêu linh, nên là cứ đặt đi. Đây đâu mình đen mình tính làm nhà crypto, nhưng mà thôi để làm nhà metal đi, rồi sẽ xây một cái bay khác crypto sau, xây công trình thế kỷ. Khả năng là xong sau đợt này mình sẽ xây một cái tòa tháp đô. Sẽ chỉ cho anh em cách một số trick xây nhà này nó để mà kiểu mình xây lớp trong lớp. Mình rất thích xây kiểu rồi mình đi tam thú với các thứ mình để ở cái lớp ngoài, có nghĩa nó vừa phá cửa vào phát là nó gặp ngay con thú của mình luôn. Shit. Ổn rồi, thiếu rồi. Xem nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 cái oan nữa. Mình thiếu 13 cái oan nữa. Đấy, tiếng Anh, tiếng Tây thì rồi hết xi măng rồi. Nãy mình bảo mười mấy cái nhỉ? Let's see.
Chim qua luôn để mình xây cái trần. Đặt xong cái van xong xây cái trần. Cái nữa anh em có thể thấy cái độ sâu của cái nhà, xây nhà bên này là phải xây to, tình hình này không ổn rồi, mình phải đi bắt con ếch thôi, hãy bắt hụt con ếch tiếp đi. Hầu như bây giờ các server nó sẽ không, mình sẽ phải bỏ mình sẽ bỏ qua bước là xây nhà tháp với lại nhà ấy, nhà tháp với lại nhà đá. À, nhà tháp với nhà gỗ họ sẽ tiến đến thẳng đến xây nhà đá luôn. Bởi vì hầu như các server unlock bây giờ toàn vậy à. Chỉ có nếu như mà chơi từ cái server official ấy thì mới cần là xây nhà tháp thôi. Nên là mình không hướng dẫn xây nhà tháp, chỉ có lùn hướng dẫn thôi. Không phải là không cần mà là không nhất thiết là phải có. Lùn nó mới up cho thằng speed khá là tiện. Speed. Giờ sẽ qua bên này, qua bên hang độc để đi bắt ếch, đi bắt bắt ếch. Chết rồi, nãy quên hồi đạn. Bắt ếch để mình lấy ấy mà, lấy xi măng mà, đi farm xi măng cho nhanh, chứ máy kia nó đang bị Chemity, nó đang đơ. Má bay tốc độ bàn thờ chóng mặt, 400 speed là hơi nhiều.
nghe tiếng ếch kêu rất nhiều nhưng mà không thấy con nào. Mình không có kinh nghiệm tìm ếch nào. Kích cấp 6. Rồi cấp 6 bắt kéo. Có được. Server này căn bản là nó mốt điểm cũng dã man nhưng mà cấp 6 được. Không nhất thiết là phải cấp cao quá đâu. Mình đưa về chỗ hang này mình tan. Oh shit. Định mệnh ăn thế trượt đùa bố xử lý ăn mình cứ cần thú cấp thấp thôi, mình chưa cần thú cấp cao cấp thấp để mình farm trước một tơn á. Quên về về lấy yên cho nó luôn xong. Oh shit. Nói chung là bắt ếch thì anh em nên gắp nó ra một góc bởi vì ở đầm lầy rất khó tam. Gắp nó lấy con agen gắp nó về một góc nào đấy xong tam nó sẽ tiện hơn. Chế một bộ skill 3. Chế một bộ skill 3. Tay thì mình lấy cái tay nào cũng được. Bắt buộc phải mặc đủ 5 món nhưng mà 4 món phải là ấy. 4 món phải là skill 3. Hoặc là 3 món skill 3, 2 món Yule là ok. Đứng ra đây tên lê. Hai độc.
Với cái lượng thú này thì mình nghĩ là không nhất thiết là mình sẽ phải vào hang độc đâu. Bây giờ server của anh em mình nó được như này là không phải là tự nhiên à, kiểu anh em phải up cấp các thứ xong rồi mới vào được hang ấy. Đây thì server thì lùn nó chỉnh cho hết rồi, không cần phải làm gì nhiều, không phải làm nhiều đến mức đấy. Thì cứ tam xong là nó sẽ đầy cấp. Ui ăn phá ăn phá ăn phá, té 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 té, không chơi không chơi. Phải cả cứt alpha ra to. Ui thì là cô lèo. Ôi ôi ôi. Không, một ếch tao mới nuôi mà chúng mày bâu vào đây làm gì? Bâu vào đây làm gì rồi lại phải chết. Chưa biết thì mình có thể à, mình nói là để nhồi thịt này là để cho nó lên máu lên stamina, ép nó ăn để cho nó lên máu. À, sao liếm yếu ấy nhỉ? Trong 14 thôi mà liếm yếu thế. Con Raptor vẫn được kiện. Đáng lòng, đáng lòng, đáng lòng. Cho em nó hồi máu ạ.
Quên không xây các bạn S cộng để xây nhà cho nó nhanh à, để chế độ cho nó nhanh. Quên quên đáng mất hết cả lâu lâu một tí cho nó vui. Nhốt được con bé anh ạ. Xem đi farm ít đá để về chế ấy vậy. Cho con chim đi theo để nó đựng quay, nó làm quay cho mình. Farm được bao nhiêu cho hết vào chim. Mục đích của mình là farm đá thôi. Thế nên là metal mình không cần. Chim rồi. Xong rồi rồi. Anh em phải nhanh tay. Riêng đối với những con chim như này anh em phải nhanh tay.
đối với lại những server mà quay metal cao như này thì mình sẽ chỉ cho các anh em cách để farm với cái tele ấy. Bắt buộc phải có tele cơ, cần không có tele thì cũng vứt đi à, không có tele farm một mình cực lắm, hoặc là có hai người thì nó sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Có hai người thì cứ làm kiểu classic là lấy quét ấy thôi, xây quét cho quét đấy thôi, cho quét nó farm thôi. Chắc mình vứt cái auto cho mấy đi luôn thôi. Chế xong chưa? Đi nào. Lát phải đi bắt con chim khác nữa, con này. Con chim này chỉ để trung chuyển. Dắt cả con chim này đi theo để sang nó chở mình lên xây nhà. Mình là một người khá là thích kiểu gọn gàng ấy, nên là xây xưa thứ nó thật cân đối, xây dựng các kiểu cân đối để đồ đạc ít khi vứt linh tinh, mình muốn để thật gọn, sẽ là thiếu một ô này, bốn ô là năm, năm là bảy, bảy cái bốn, mười một, mười một ô. Cứ hỏi tại à, chắc anh em thắc mắc tại sao mình không đặt máy sang bên này để mình xây luôn, mình muốn để ở bên kia để mình không phải chuyển cái các tài nguyên, lát nữa mình xây xong thì mình chỉ việc đặt máy rồi mình chuyển đấy sang thôi, nó nhanh hơn, mình đỡ phải pick up nhiều lần vậy đó. Khá nhiều, thiếu khá nhiều qua à, Selin. Mình sẽ chỉ đi đầu hang độc thôi để farm xi măng. Mình sẽ chỉ vào liếm một hai cái gọi là farm xi măng cái lúc ban đầu cần để xây nhà thôi. Không biết là với lượng đam này có chịu nổi không, hay 4.000 đam mà không biết chịu được không. Mình sẽ chỉ đi đến đầu hang để mình liếm một vài con ấy thôi, mình sẽ không đi hết cái hang này à, để sau mình sẽ có một series về các hang sau.
Tôi chơi rồi, sắp xỉu. Nhiều dết thế. Vãi, ếch xỉu rồi. Chết tôi rồi. Vãi xoài. Kìa chu là chu ếch con, chu đã xíu mất rồi. Chú ếch của tôi đã lên dĩa. Quá đông và quá nguy hiểm. Đậu xanh à, nạt quá, nạt quá. Chết rồi. Trời ơi, non quá. Nguy hiểm vãi lìn. Lùn nó spam cho nhiều thú quá. Chết ếch rồi. Con ếch của tôi không chịu nổi nhiệt. 4k đam là quá ít so với cái hang đấy hiện tại. Đậu xanh. Chết mất em ếch rồi. Mình sẽ bắt lại sau vậy. Lần tới mình sẽ bắt một con ếch khủng ngon hơn. Đang độc nhiều thú quá. Tiền sư mấy con dép động của mấy em. Và hang độc là một thứ rất xa xỉ ấy. Sợ, sợ thật. Lù nó để thú spam kinh quá. Xem là thiếu 9 cái nữa. Rồi bây giờ bắt đầu chuyển dần nhà sang rồi. Ôi chết 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 chết. Xoay. Lắp. Organic polymer. Nhiều lắm. Dạ. Đây chuẩn bị. Okay.
Tập 2 của mình xin phép được kết thúc tại đây. Mọi ý kiến đóng góp xin để lại dưới phần comment để mình hoàn thiện hơn. Theo các bạn, mình làm như này thì nó có hơi chậm, mình chơi như này thì nó có hơi chậm không, hay là nhanh quá, hay là như nào, thì mọi ý kiến anh em xin để dưới phần comment. Mình cũng sẽ cố gắng hoàn thiện hơn trong các cái video sắp tới. Hy vọng là có sự giúp đỡ của anh em để làm cho cái video của mình đi lên. Cảm ơn anh em rất nhiều. Peace out.